Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hỏi Gen IT. Trong video lần trước mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại kiến thức chúng ta đã học từ trước đến nay. Hôm nay trong video này, tiếp tục cuộc hành trình đối với thằng React thì mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu một kiến thức mới, đấy chính là Local Storage nha. Thì câu đầu tiên các bạn có thể hỏi mình đấy chính là tại sao chúng ta lại tìm hiểu về Local Storage, một kiến thức rằng là có vẻ như rằng là không liên quan đối với thằng React. Tuy nhiên rằng mình vẫn muốn các bạn biết bởi vì rằng là mình tin rằng đâu đó khi các bạn đi làm, khi chúng ta học về thằng React thì bắt buộc chúng ta phải biết về kiến thức này nha. Một kiến thức rằng là giúp các bạn có thể sử dụng, gọi là xử lý ứng dụng website của chúng ta khi chúng ta sử dụng cái browser, chính là cái trình duyệt đấy các bạn. Thì ở đây thì tại sao mà mình lại hướng dẫn các bạn về cái Local Storage? Lý do đây chính rằng là do chúng ta đang học React, một cái ứng dụng ở phía frontend thì chúng ta không có backend các bạn ạ. Các bạn hiểu rằng là khi mà chúng ta làm một ứng dụng thực tế thì bắt buộc chúng ta phải có backend đúng không? Backend chính là nơi chúng ta kết nối tới cơ sở dữ liệu cũng như rằng là nơi chúng ta lưu trữ dữ liệu. Thành ra rằng ở đây ấy, khi chúng ta không có backend thì mình sẽ dùng Local Storage, chính là nơi chúng ta lưu trữ dữ liệu nha. Thì khi các bạn học về Local Storage thì mình muốn rằng là khi chúng ta gọi là lưu, khi các bạn thêm thêm sản phẩm ở đây thì chúng ta sẽ có cái list sản phẩm của chúng ta ở dưới, và khi mà các bạn load lại website thì chúng ta sẽ lấy được cái list sản phẩm lên đúng không các bạn? Thì mình chúng ta sẽ làm điều đấy nha. Thì cái video này chính là một trong những các video chúng ta chuẩn bị để cho đến cái video thứ 19 chúng ta cùng nhau thực hành nha. Thì ở đây thì khi mà nói đến Local Storage ấy, thì điều đầu tiên ấy, các bạn sẽ mở cái, các bạn sẽ nhấn phím F12 cho mình nha, hoặc rằng là các bạn sẽ nhấn phải chuột và các bạn sẽ chọn Inspect cho mình này. Thì bản chất của thằng Local Storage ấy cũng giống như là thằng cookie đấy các bạn, thì nó chính là một trong hai cách để các bạn có thể gọi là lưu được dữ liệu của người dùng. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng là có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là khi các bạn đăng nhập vào Facebook hay rằng là các bạn đăng nhập vào Google Gmail ấy, các bạn chỉ cần đăng nhập một lần và các bạn thấy rằng là các bạn không bao giờ, các bạn phải gần như là không bao giờ, nhưng các bạn rất ít khi các bạn phải đăng nhập lại đúng không? Thì làm sao để có thể gọi là cái server Facebook, cái server của Google nó biết được các bạn là ai mà có thể đăng nhập được của các bạn? Thì ở đây ấy, thì nó lưu trữ dữ liệu của bạn ngay trong browser của các bạn, tức là ngay dưới cái tab này các bạn này. Các bạn sẽ chuyển cho mình một tab, đây chính là tab application nha các bạn. Thì các bạn sẽ để ý sang bên trái cho mình, nó có những cái tab như thế này các bạn này. Thứ nhất rằng là các bạn để ý cho mình cái từ storage. Storage chính là cái không gian lưu trữ đấy các bạn, nếu như rằng là các bạn muốn gọi là muốn dịch ra tiếng Việt. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái gì, chúng ta có 3 phần ở đây các bạn này, có 4 phần chính nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ nói cho các bạn cái phần dễ nhất, đấy chính là local storage. Thì chúng ta sẽ học ở phần này nha các bạn. Còn ví dụ như rằng là session storage hay là index DB này, hay rằng là cookie ấy, thì chúng ta sẽ là gọi là để dịp khác nha các bạn. Bởi vì rằng là khóa của chúng ta là React mà, nếu như rằng là chúng ta giàn trải, mình tin rằng là khi mình chỉ cần dạy cho các bạn một cái thôi thì những cái tư duy cũng như là cách chúng ta tìm tài liệu nó cực kỳ dễ. Thì ở đây thì mình sẽ nói qua một vài cái mà giúp các bạn có thể gọi là chúng ta sẽ hiểu rằng là những cái này là cái gì nhá. Thì cái local storage đấy chính là nơi các bạn muốn lưu trữ những cái biến ấy. Thường thì chúng ta muốn lưu trữ một cái biến thì chúng ta sẽ dùng cái local storage. Thì những biến này có một đặc điểm, đây chính là các bạn sẽ gọi là dùng những cái biến này vĩnh cửu nha các bạn, tức rằng là chúng ta không có thời gian hết hạn của những cái biến này. Cái thứ hai đấy chính là session storage, chính là ví dụ như rằng là trong một phiên làm việc ấy, các bạn chỉ muốn lưu một vài cái biến thôi ấy, thì các bạn sẽ lưu vào cái session, tức rằng nói đến một phiên làm việc. Ví dụ như rằng là một phiên làm việc nó có thời hạn là 30 phút thì sau 30 phút thì những cái biến đấy mất, thì đấy gọi là nôm na về session storage. Cái thứ ba đấy chính là index DB ấy, tức rằng là các bạn hiểu rằng là các bạn đang lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên rằng là chúng ta lưu trữ giống như rằng là chúng ta đang có một cái table ở trong cái browser, thì đấy là index DB. Cái cuối cùng đấy chính là cookie. Cookie mới là cái ăn tiền nha các bạn. Đây chính là về cookie thì việc mà các bạn đăng nhập một lần, khi các bạn đăng nhập Google, các bạn đăng nhập Facebook thì đấy chính là cookie đấy các bạn. Thì bên trong cookie nó sẽ lưu trữ lại thông tin của các bạn thôi. Ví dụ như rằng là cái token giúp các bạn có thể định danh các bạn là ai. Thì cái thằng cookie nó một cái điểm hay so với thằng local storage, đấy chính là nó sẽ tự động hết hạn các bạn. Tức là người ta có thể set được thời gian nó hết hạn. Thì đấy gọi là nôm na về, gọi là các bạn chỉ hiểu nôm na thôi. Còn khi chúng ta mà muốn nhớ được cũng như rằng là chúng ta hiểu sâu được thì bắt buộc chúng ta phải làm thì chúng ta mới nhớ được đúng không? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thằng Local Storage. Các bạn click vào đây cho mình nhé. Khi các bạn click vào thằng Local Storage thì mặc định nó sẽ có một cái chính là Localhost 3000, chính gọi là cái không gian lưu trữ tượng trưng cho ứng dụng của chúng ta nha các bạn. Các bạn click vào đây nha. Các bạn click vào đây thì các bạn có thể thấy rằng là ngay lập tức ấy,
Bản thân thằng React nó cũng có dùng đấy các bạn thấy rằng là ví dụ như rằng là nó dùng cái out time này, một vài cái biến nhá. Thì bản chất thằng local storage đấy chính là nó sẽ lưu theo kiểu gọi là key và value, giống hệt như thằng gọi là giống hệt như cái thằng thằng object của thằng JavaScript đấy các bạn, bởi vì bản chất của nó cũng là object thôi mà. Các bạn thấy rằng là nó lưu ở đây thì những cái này là nó ở đâu? Thì những cái này chính là ví dụ các bạn ở đây nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách xóa nhá, tức là chúng ta sẽ thao tác cái đã rồi chúng ta sẽ quan tâm đến việc rằng là làm sao để cho dữ liệu chui được xuống dưới này đúng không? Thì điều đầu tiên đấy, cách dễ nhất nha, các bạn có thể nhấn phải chuột, các bạn có thể nhấn delete hoặc rằng là các bạn có thể edit đúng không? Tức là những cái option mà nó hỗ trợ chúng ta rồi. Cách thứ hai nha, ví dụ như rằng là mình muốn xóa tất cả những cái đống sheet này ở đây thì các bạn có thể click vào cái này và các bạn sẽ nhấn cho mình chữ clear nha. Đây, nó mất hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ refresh nha các bạn. Thì khi mình refresh ấy, nó có một điều đây. Các bạn có thể thấy rằng là bây giờ nó mất hết rồi này. Thì những cái key mà có thể rằng là các bạn sẽ không thấy những key này, bởi vì rằng là mình dùng cái địa chỉ localhost 3000 ấy, nó gọi là mình dùng từ lâu đến nay. Thì đôi khi rằng là trong quá trình mình sử dụng máy tính thì nó lưu ở đây. Các bạn thấy rằng là bây giờ thì ứng dụng của chúng ta nó không còn gì nữa rồi, cũng như rằng là bây giờ nó mất hết rồi. Và mình tin rằng nhiều bạn cũng thấy được cái giao diện như thế này. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là mình sẽ đi giúp các bạn, chúng ta sẽ đầu tiên đấy chính là chúng ta sẽ tạo dữ liệu vào bên trong cái thằng local story này nhá. Thì khi mà các bạn muốn đọc tài liệu về cái thằng local story này thì các bạn sẽ gõ như như thế này nha. Cũng như rằng là các bạn thấy rằng là chúng ta có thằng session story này, index DB này, cũng như là cookie ấy, thì các bạn cũng gõ tương tự thôi. Thì các bạn sẽ gõ cho mình một cái là local story và các bạn sẽ thêm cho mình cái từ W3 school ấy, mình hay nói chơi với các bạn W3 school của chúng ta. Thì đây, các bạn đọc ở trên trang này thì mình khuyến khích các bạn là đọc ở trang này bởi vì rằng là nó có cái cho chúng ta có thể thực hành luôn. Thì các bạn thấy rằng là nó có một cái từ đấy chính là từ set và từ retrieve nha các bạn, nó dùng từ retrieve chứ nó lại không dùng từ get nha các bạn. Thì khi mà chúng ta muốn gọi là dùng cái từ gọi là retrieve ấy thì giống như rằng là chúng ta cho và nhận ấy, thì ở đây thì nó sẽ gọi là chúng ta sẽ gọi là set giá trị và sau đấy chúng ta sẽ get nó lên. Thì gọi là thằng local storage nó lưu trữ theo kiểu là gọi là key và value ấy, tức rằng là chúng ta sẽ lấy giá trị của nó theo key. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có hai hàm ứng với nó, thứ nhất rằng là chúng ta sẽ làm set item và thứ hai là chúng ta sẽ get item thôi các bạn. Thì ở đây thì có một cái để chính rằng là các bạn hiểu cho mình rằng là chúng ta sẽ có một biến gọi là đã định danh global rồi, chính là cái biến local storage. Tương tự như việc mà các bạn dùng câu lệnh là console.log ấy, các bạn không phải khai báo như các bạn, thì ở đây thì chúng ta có một cái biến global trong cái thế giới của thằng JavaScript nó đã định nghĩa cho chúng ta rồi, đấy chính là biến có tên là local storage. Thì bây giờ thì mình sẽ đi dùng cái biến local storage nha. Bây giờ mình sẽ quay lại đây. Mình sẽ vào ứng dụng của chúng ta nha các bạn. Và các bạn sẽ mở cho mình cái gọi là Any Product. Mình sẽ viết code ở trong này nha. Thì ở đây thì để chạy được cái có một cái dở nha. Bây giờ thì sẽ như thế này. Trong cái hàm render này. Thôi mình sẽ viết code ở đây cũng được. Nó cũng không việc gì đâu. Đây. Thì đầu tiên thì mình sẽ viết một cái là set item nha các bạn. Đây chúng ta sẽ set một cái item. Thì ví dụ mình sẽ đặt tên của mình name. Và cái thứ hai phẩy, các bạn sẽ thêm cho mình một cái là phẩy nhé. Nó giống như là key và value ấy, tức là đây chính là cái key, cái tên của tham số của bạn và cái thứ hai chính là cái giá trị của nó nhá. Thì bây giờ thì mình chỉ viết một cái đơn giản như thế này thôi, để chính là tạo một cái item có tên là name, name và giá trị của nó là Eric nha. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn cho code của chúng ta nó dịch lại này. Thì bây giờ thì mình sẽ chạy vào bên trong cái gọi là bên trong cái của chúng ta và mình sẽ các bạn có thể thấy cho mình đây này, mình sẽ refresh. Các bạn có thể thấy cho mình rằng là bây giờ mình đã thêm một cái là name, tức là key, tức là gọi là cái tên của cái biến của chúng ta có tên là name nha các bạn, và giá trị của nó là Eric. Tương tự nếu như rằng là mình muốn lưu thêm ấy, mình muốn lưu thêm thì mình sẽ đặt một cái biến, ví dụ mình là channel, mình sẽ đặt tên là channel. Right. Của mình sẽ là hỏi dân IT nha các bạn, hỏi dân IT. Đấy, ví dụ như mình đặt thêm một cái biến như thế này. Các bạn quay lại thì nó đã cập nhật lên một cái biến nữa có tên là channel và hỏi dân IT đúng không? Thì ví dụ ở đây nha, mình cái chữ A của mình đang viết hoa đúng không các bạn? Thì ví dụ mình thay đổi giá trị ở đây thì nó sẽ thay đổi theo thôi. Đây, mình sẽ xét lại giá trị của nó thì bây giờ chữ A sẽ viết thường thôi. Ok. Thì các bạn hiểu nôm na rằng là đây chính là cách chúng ta có thể gọi là chúng ta đã lưu trữ được dữ liệu rồi đúng không? Thì bây giờ mình muốn rằng là sau khi mà mình đã lưu trữ được dữ liệu rồi ấy, thì bây giờ mình muốn gọi là lấy giá trị của nó lên. Giá trị chính là cái cột này các bạn này. Các bạn hình dung rằng là lát nữa ấy, thì chúng ta sẽ lưu trữ cái đống gọi là khi các bạn thêm mới một cái product thì mình sẽ lưu vào đây nha các bạn. Mình sẽ lưu hẳn một cái array luôn vào bên trong cái local storage cho chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ lưu tiếp nha các bạn. Ở đây thì mình đã gọi là gán giá trị rồi. Bây giờ mình sẽ đặt tên biến cho các bạn, con sư tử name nha. Chính bằng.
Thì bây giờ chúng ta muốn lấy giá trị của nó lên ấy, các bạn quay lại cái trang WBASCUL này này. Nó có hai hàm, một cái là chúng ta đã dùng cái hàm set rồi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ dùng hàm get nha. Thì khi các bạn dùng hàm get ấy thì chúng ta chỉ cần truyền vào cái tên của tham số các bạn muốn lấy thôi. Còn cái còn lại chính là nó sẽ trả ra cho các bạn giá trị. Và các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là khi chúng ta thao tác từ thằng local storage thì chúng ta làm việc với kiểu dữ liệu là string nha các bạn. Mọi thứ chỉ là string thôi, mọi thứ chỉ là text thôi. Nó không có khái niệm rằng như thế nào là một array, như thế nào là một object đâu các bạn, nó không hề có nhé. Mọi thứ nó gọi là nó cho chúng ta ở đây chính là string nha. Rồi. Ở đây thì các bạn có thể đọc thêm, kéo xuống ở đây thì cũng hết rồi đây các bạn này. Đây này, ở dưới thì nó có dùng cái syntax này. Đấy, các bạn có thể dùng cái window.localStorage hoặc rằng là chỉ cần localStorage thôi thì nó tự hiểu nha các bạn. Đây, thì khi mà các bạn muốn lưu data ấy, đây này, nó có một cái dòng là save data, các bạn sẽ dùng cái này. Khi các bạn muốn đọc data thì chúng ta sẽ dùng như thế này nhá. Thì đấy chính là lý do tại sao mình khuyên các bạn đọc ở đây, bởi vì rằng là nó đã có code rồi, chúng ta chỉ đọc và làm theo thôi. Đấy. Khi mà các bạn muốn xóa data nha các bạn thì đây chính là gọi là cách chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm remove nha. Còn khi mà các bạn gọi là không muốn remove bằng code thì các bạn có thể nhấn phải chuột và chúng ta chọn delete nha các bạn, thì đây gọi là cách mình hướng dẫn các bạn thôi. Còn khi nào chúng ta dùng cái hàm clear, các bạn lưu ý cho mình rằng là ở đây thì khi các bạn đọc tài liệu ấy thì có một phần mình thấy nó viết sai các bạn này. Đây chính là khi các bạn muốn xóa một cái key ấy, thì chúng ta sẽ chuyển như thế này. Còn khi mà các bạn muốn clear, tức là các bạn muốn xóa tất cả ấy, các bạn hiểu rằng là một cái rằng là các bạn sẽ thao tác ở đây các bạn này, các bạn sẽ delete một cái rằng là các bạn sẽ thao tác ở ngoài này. Thì khi chúng ta dùng từ clear, tức là chúng ta sẽ dùng cái hàm này các bạn này, nó có một cái hàm là clear giúp các bạn có thể xóa tất cả luôn. Còn ở đây thì mình thấy rằng nó viết sai các bạn này, các bạn thấy rằng là nó dùng hai cái giống hệt nhau thì nó đâu có ý nghĩa gì đúng không? Đây này, code nó trình bày giống hệt nhau. Thì cái ở trên này, cái này, cái mà mình đang highlight là nó đúng nha các bạn. Còn cái ở dưới thì nó sai này. Thì nó sai ở đâu thì chúng ta lại Google thôi. Đôi khi các bạn đọc vậy thì các bạn cũng cần phải xem là nó có điều gì đúng hay sai nha. Ở đây thì gọi là khoan nói đến chuyện rằng là xóa data nha các bạn. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến việc rằng là chúng ta lưu và đọc nó lên nha các bạn. Xóa thì các bạn có thể làm bằng tay nhưng mà đâu nhất thiết chúng ta phải làm bằng code đâu. Tuy nhiên rằng là việc chúng ta lưu cũng như rằng là việc chúng ta gọi đọc nó lên thì bắt buộc chúng ta phải dùng code nha. Ở đây thì gọi là chúng ta đã lưu được rồi, thì để đọc data thì mình sẽ dùng cái hàm này chính là get item nha các bạn. Đây, mình sẽ quay lại đây, mình sẽ là local storage đây chấm get item. Và đây ví dụ mình muốn lấy lên thằng name của chúng ta đúng không các bạn, thì mình sẽ gọi là get name nha, mình sẽ lấy theo tên key nha các bạn. Đây name này, thì ở đây thì mình sẽ gọi là console.log đây, mình sẽ gọi là check name bằng các bạn. Đây mình sẽ lấy lên cái biến name, mình sẽ lấy lên cái biến name của chúng ta nha, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này. Thì bây giờ mình quay lại đối với ứng dụng của chúng ta, mình sẽ chuyển qua đây, mình sẽ còn phải refresh. Biến name của chúng ta đã được định nghĩa rồi các bạn này. Chính là cái này các bạn này, do mình đã định nghĩa một cái biến name ở trên này rồi nên nó báo lỗi nha. Bây giờ thì mình thay vì cái name này thì mình sẽ gọi là mình đặt tên cái biến name 1 nha các bạn. Đây này. Đấy, mình sẽ đặt tên là biến name 1. Đấy thì nó sẽ không lỗi nữa đâu. Bây giờ mình quay lại và mình sẽ refresh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái tab gọi là console nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy cho mình rằng là cái biến name của mình đã lấy được chữ Eric rồi nha. Thì như vậy các bạn đã hình dung được là cách chúng ta gọi là cập nhật giá trị, cũng như rằng là chúng ta đã có thể gọi là lấy giá trị nó lên. Thì câu chuyện tiếp theo đấy chính rằng là mỗi một lần mình thêm mới một cái product, mình sẽ lưu vào local storage nha các bạn. Thì điều đầu tiên mình làm đấy chính rằng là thay vì cái đống code này ở đây thì mình sẽ xóa đi nha. Mình sẽ xóa đi, đấy. Các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta gọi là nhấn vào cái nút gọi là click button đấy, các bạn thấy rằng là ở đây này, các bạn sẽ gọi là các bạn thấy rằng là khi chúng ta nhấn vào cái nút gọi là thêm mới product ấy thì chúng ta mới lấy được data của chúng ta là một cái object. Thì thay vì vậy thì mình sẽ lưu vào nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ gọi là mình sẽ dùng cái biến local storage, thì mình sẽ gọi là chấm set item nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lưu này. Ví dụ mình đặt một cái tên đấy chính rằng là product list nha các bạn, tức rằng là cái danh sách của cái product của chúng ta. Giá trị bây giờ giả dụ nha, mình sẽ chuyển vào một cái biến object xem là có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Đây. Đấy, mình sẽ lưu nguyên một cái biến object luôn. Mình nhấn Ctrl S nha các bạn và các bạn sẽ xem cho mình nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái tab gọi là mình sẽ quay lại cái tab application các bạn này, và mình sẽ chọn xuống local storage. Các bạn thấy rằng là ở đây mình chưa hề có cái gọi là có một cái key có tên là product list đúng không các bạn? Cái key này chỉ được thêm khi và chỉ khi các bạn chạy vào cái hàm gọi là handle click button, tức rằng là khi các bạn nhấn nút submit gọi là thêm mới product ở đây này. Ví dụ đây mình thêm một cái là shirt nha các bạn. Đây, shirt của mình ví dụ mình có là giá là 30 đô, size của mình là size 20 đi. Rồi, color của mình ví dụ color red nha các bạn. Và bây giờ mình nhấn nút add new xem là có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Mình nhấn add new các bạn này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã thêm được cái gọi là product list rồi. Tuy nhiên rằng ấy, nó có một cái vấn đề.
đấy chính là giá trị của chúng ta nó lưu ở dưới dạng object object đấy các bạn này. Thì khi mà các bạn lưu như thế này thì chúng ta không đọc lên được đâu các bạn ạ. Thì đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta không lưu kiểu này nhá. Thì có một gọi là có một cách để các bạn có thể giải quyết được cái tình trạng này, đấy chính là đối với thằng local storage đấy thì các bạn nên lưu dữ liệu ở dưới kiểu string nhá, để chúng ta có thể convert qua lại giữa việc ví dụ như là các bạn lưu dưới dạng array này, các bạn lưu dưới dạng object ấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải convert cái object sang kiểu gọi là sang kiểu dữ liệu gọi là string. Thì để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ có một cái hàm trong thế giới của thằng JavaScript, đấy chính là JSON nha các bạn. Các bạn sẽ dùng dữ liệu kiểu JSON. JSON chẳng qua rằng là một cách viết khác của gọi là một object cho các bạn. Chúng ta sẽ thêm hai cái dấu nháy chéo ở đầu và đít của thằng object, thì đấy gọi là JSON. Thì thay vì vậy, chúng ta sẽ dùng cái hàm như thế này. Đây, thì bạn nào muốn biết cái kiểu JSON nó khác gì với kiểu object ấy, các bạn có thể in ra, in tiếp vào đây nha. Các bạn sẽ JSON cho mình chấm, các bạn sẽ chấm cho mình một cái là string, string, các bạn sẽ chấm cho mình một cái là string, cả gọi là mình không biết đọc cái này là gì cho chuẩn đấy. Ví dụ các bạn sẽ là string string file đấy, thì nó sẽ gọi là nó sẽ giúp các bạn convert cái này sang kiểu gọi là JSON này. Các bạn sẽ ném thằng object vào đây. Thứ nhất rằng là mình sẽ kiểm tra nha các bạn, mình sẽ kiểm tra xem là kiểu nó như thế nào nhá. Về cách check data JSON này đấy. Ở đây thì sẽ nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này, và mình sẽ quay lại nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển ra cấp cơ sở. Các bạn có thể thấy rằng là check data của chúng ta đây chính là cái giao diện cũ thôi. Mình sẽ refresh nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thêm lại nhá, name của mình vẫn là một cái shirt. Một cái price của mình vẫn là 30 đô, size của mình là size 20, color của mình bây giờ mình sẽ cho là green nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ nhấn nút add new nha. Đấy, các bạn sẽ để ý cho mình một điều, đấy chính là cái đầu tiên ấy. Cái các bạn để ý cho mình rằng là cái đầu tiên các bạn thấy rằng kiểu giá trị của nó là object này. Các bạn có thể click vào để các bạn xem giá trị của nó cụ thể. Tuy nhiên rằng đối với kiểu thứ hai ấy, nó là kiểu JSON mà khi nó chuyển qua chuỗi string thì các bạn thấy rằng là nó không có gì một đống text đúng không? Thì đấy gọi là tác dụng của việc gọi là các bạn có thể chuyển từ cái gọi là chuyển từ một cái object, các bạn hiểu rằng là một kiểu dữ liệu của thằng JavaScript sang kiểu string, thì các bạn sẽ dùng cái hàm này nhá, json.stringfile, thì nó sẽ giúp các bạn chuyển convert như vậy. Thì thay vì các bạn lưu nguyên cái object ấy, thì các bạn sẽ bọc nó vào cái hàm này chính là json nha. json.stringfile. Rồi, các bạn sẽ bọc nó ra ngoài như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu ở dưới dạng gọi là chúng ta sẽ lưu nó ở dưới dạng một chuỗi string nha. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ làm lại nha, mình sẽ thao tác lại này. Bây giờ mình sẽ nhấn nút Add New nha. Thì trước khi làm điều đấy thì mình sẽ chuyển qua tab Application nha các bạn. Các bạn thấy rằng là nó đang lưu dưới dạng là Object Object. Thì bây giờ khi mà mình nhấn nút Add New ấy, thì do gọi là thằng React cái giao diện ở đây nó đang dùng gọi là Hot Reloading ấy. Thành ra rằng là mình không cần phải nhập lại thông tin, input của mình nó vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên rằng khi mình nhấn nút add new ấy, thì nó sẽ ghi đè lại dữ liệu nha các bạn. Nó sẽ ghi đè cái đoạn này này. Cái đoạn này nó sẽ là xét lại cái item này. Tuy nhiên rằng là dữ liệu của chúng ta bây giờ nó khác nha. Các bạn sẽ nhìn này. Bây giờ mình sẽ nhấn nút add new này. Đấy, các bạn thấy rằng là dữ liệu của chúng ta bây giờ nó đã đọc được đúng không? Bởi vì rằng là bản chất dữ liệu của chúng ta là kiểu string mà. Tuy nhiên rằng là này nó đã đọc được rồi nha. Thì bây giờ ấy, có một vấn đề. Đấy chính là mình muốn lấy dữ liệu của chúng ta lên đúng không các bạn? Thì bây giờ ấy, khi mình muốn lấy lên ấy, sau khi mình đã set rồi đúng không các bạn, thì mình sẽ lấy lên nha. Mình sẽ gọi là ví dụ mình sẽ đặt tên là let product list nha các bạn, bằng mình chính bằng cái thằng local storage, mình sẽ get item nha các bạn, get item mình sẽ là product list đây. Chúng ta sẽ lấy theo key của nó chính là product list rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ console log cho mình, console log đây, chúng ta sẽ là check product list, chúng ta sẽ check cái này. Và các bạn sẽ in ra cho mình cái biến là product list. Đấy, chúng ta sẽ in ra cái biến này. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta cũng không cần phải gọi là reload lại giao diện đâu. Các bạn chỉ chuyển qua cái tab console cho mình nhé. Rồi, mình sẽ clear nha các bạn. Và bây giờ mình nhấn nút Add New này. Các bạn để ý cho mình rằng là cái biến gọi là check product list của chúng ta, khi chúng ta lôi ngược lên ấy, các bạn thấy rằng là kiểu như thế này, là kiểu string đúng không các bạn, chúng ta không thể xem được giá trị của nó. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta thao tác string ấy, thì mọi thứ là vứt, chúng ta gọi là chúng ta phải thao tác với object, với array thì chúng ta mới lấy được những phần từ, gọi là những phần từ nhỏ của nó. Còn ở đây thì chúng ta đang kiểu string. Thì một câu hỏi đặt ra đây chính rằng là có cách nào để chúng ta có thể convert ngược lại không, từ cái kiểu string này chúng ta muốn lấy được cái kiểu dữ liệu ban đầu, đây chính là kiểu object. Thì may mắn cho chúng ta rằng là nó là hai chiều nha các bạn. Các bạn có thể chuyển từ kiểu gọi là kiểu object thành string, và chúng ta cũng có thể chuyển string thành object nha các bạn. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý cho mình rằng là các bạn muốn chuyển string thành object ấy, thì cái string của các bạn phải có dạng là một object nha. Các bạn thấy rằng là cái string này nó có một điểm đặc biệt, đây chính rằng là nó có cái dấu đóng ở ngoặc ấy, cũng như rằng là các tham số bên trong của nó, đây chính là một cái body của một thằng object. Thì bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn chuyển ngược lại nha.
Thì để chuyển ngược lại ấy, thì thay vì chúng ta dùng trực tiếp như thế này, chúng ta sẽ dùng lại dây son nha các bạn, dây son. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng một cái hàm, đấy chính là hàm pass nha các bạn. Tức là chúng ta sẽ convert nó. Thì các bạn sẽ bê nó vào đây. Đấy, chúng ta sẽ bê nó vào như thế này thôi. Và các bạn nhấn Ctrl S nha các bạn. Thì các mình sẽ thêm một cái chữ như thế này. Đây, để cho các bạn dễ nhìn nha. Thì cái từ như thế này, các bạn đi làm thì người ta hay đọc là pạt đấy. Nếu mà đọc thành tiếng Việt của chúng ta là vậy. Thì như vậy thì chúng ta sẽ convert lại kiểu string thành kiểu object nguyên thủy của nó nhé. Bây giờ các bạn quay lại nha. Mình sẽ gọi là mình sẽ nhấn nút Add New và các bạn xem này. Đây, các bạn để ý cho mình rằng là Before và After nha. Before các bạn thấy rằng là một kiểu dữ liệu string. Tuy nhiên rằng After các bạn thấy rằng là nó đã chuyển qua kiểu dữ liệu object để các bạn này. Thì chúng ta sẽ thao tác với kiểu object nha, chứ chúng ta lại không thao tác với kiểu string. Thì bây giờ đấy chính là bước đầu tiên, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có thể thêm được dữ liệu xuống local storage rồi, chúng ta đã có thể lấy được nó lên rồi. Bây giờ mình muốn rằng là mình sẽ lưu nó ở dưới dạng một array nha, tức rằng là mình sẽ lưu nó dưới dạng một cái mảng chứa tất cả những cái product mà chúng ta đã thêm vào. Để làm sao để cho chúng ta có thể rằng là chúng ta sau khi mà chúng ta đã có một cái mảng rồi thì mình sẽ hiện cái mảng đấy tại cái giao diện của chúng ta nha. Rồi, thì để làm điều đấy, trước tiên thì các bạn thấy rằng là trước khi mà các bạn muốn thêm mới một cái product ấy thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải làm một bước check, đúng không? Đấy chính rằng là nếu như rằng là chúng ta có một cái mảng ấy, nếu như rằng là chúng ta lấy được giá trị lên mà chúng ta đã có giá trị rồi thì chúng ta chỉ đẩy nó vào thôi. Còn nếu như rằng là khi chúng ta lấy giá trị lên mà nó chưa có gì thì chúng ta gọi là tạo cái mảng mới. Thì để làm điều đấy, trước tiên thì mình sẽ đi tạo mới một cái mảng nhá. Thì ở đây thì mình sẽ làm từng bước một nha các bạn. Đầu tiên thì thì thay vì chúng ta gọi là chúng ta vội vã chúng ta cập nhật giá trị của nó, thì bước đầu tiên trước khi mà các bạn muốn thêm mới một giá trị thì chúng ta sẽ lấy giá trị lên, có phải không? Thì điều đầu tiên mình trước khi mình thêm mới một cái phần tử thì mình sẽ lấy cái product list lên nha các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính rằng là chúng ta sẽ path nó ra nha, tức rằng là chúng ta sẽ check nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ check này, đầu tiên chúng ta sẽ phải check xem là có cái giá trị của nó hay không. Thì nếu như rằng là chúng ta có giá trị của nó đấy, đúng không? Rồi, bởi vì sao? Bởi vì rằng là trước khi mà các bạn có thể get giá trị của nó thì sẽ có trường hợp đấy chính rằng là chúng ta chưa từng lưu giá trị của nó xuống local storage. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy này. Đầu tiên rằng là các bạn sẽ check xem là chúng ta sẽ lấy giá trị của nó và check xem là nó có hay chưa. Bây giờ thì nó đã có rồi. Nếu mà trong trường hợp mà nó đã có rồi thì chúng ta sẽ convert dữ liệu nha các bạn. Thì các bạn sẽ cho mình một cái là let array chính bằng cái hàm này nhá. Chúng ta sẽ còn phải convert nó ra. Đấy. Rồi, ok chưa? Thì bây giờ chúng ta làm cái gì tiếp theo? If các bạn sẽ gọi là if chúng ta sẽ gọi là chúng ta đã convert nó ra rồi. Thì bây giờ mỗi một lần mà các bạn muốn thêm một cái phần tử mới thì chúng ta sẽ push, nhưng các bạn chúng ta sẽ đẩy nó vào nhé. Chúng ta sẽ đẩy cái gì? Chúng ta sẽ đẩy cái json.stringify object thôi. Đấy, chúng ta sẽ đẩy nó vào, đúng không? Sau khi mà các bạn đã đẩy nó vào rồi thì công việc cuối cùng của chúng ta nó cực kỳ khó. Đấy chính rằng là chúng ta sẽ bê cái đống string này nha các bạn. Chúng ta sẽ bê xuống vào đây. Và các bạn để cho mình rằng là thay vì chúng ta đẩy thằng object thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy thằng array nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy nguyên một cái array chúng ta sẽ lưu xuống nha. Thì ở đây có một điều các bạn lưu ý cho mình là chúng ta đang check một cái điều kiện, nếu như rằng là nó có rồi thì chúng ta sẽ làm như thế này. Còn trong trường hợp rằng là chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trong trường hợp đấy chúng ta sẽ là else, nếu mà chưa có nha các bạn thì chúng ta vẫn cần phải set thằng item thôi. Tuy nhiên rằng ấy, bây giờ thì cái array của chúng ta chính là một cái mảng rỗng thôi các bạn. Chúng ta gọi là cái array của chúng ta là một cái mảng rỗng. Thì thay vì vậy thì mình sẽ làm nhanh nha. Mình sẽ lưu một cái mảng. Đây, mình sẽ lưu một cái mảng rỗng. Và bên trong cái mảng chính là cái bên object của chúng ta. Đấy, chính là khi các bạn khởi tạo một cái phần tử thôi. Đấy chính là cái gọi là chúng ta có một cái object như thế này nha các bạn. Đây, đấy. Bên trong cái mảng này chính là cái bên object thôi. Đây. Thì việc mình làm như thế này ấy, thì nó bằng với như thế này các bạn này. Nó bằng với các bạn khai báo một cái biến như thế này. Việc mà mình viết code như vậy, các bạn sẽ khai báo một cái biến A chính bằng object như thế này. Một cái array và bên trong nó là một phần tử, đúng không? Thì thay vì phải viết dài như thế này thì mình bê nó gọi là mình lười thì mình viết tắt như thế này nha. Đấy, mình sẽ khai báo như vậy. Đấy, rồi, được chưa? Rồi, thì sau khi mà các bạn đã có như thế này rồi thì mình sẽ gọi là mình sẽ viết một cái hàm nha các bạn. Mình sẽ là let json. Mình sẽ viết một cái hàm check nha các bạn. Đây, thôi, mình sẽ chẳng cần viết một cái hàm nào check hết. Rồi, mình sẽ nhấn Ctrl S nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem thành quả của chúng ta nha. Thì trước khi để test xem là nó đã lưu được chưa ấy, thì các bạn sẽ mở lại cái application và các bạn sẽ clear nha. Chúng ta sẽ xóa nó đi để cho dữ liệu của nó là nguyên thủy nha. Mình sẽ refresh một cái cho nó chắc ăn các bạn này. Mình refresh rồi nha. Mọi thứ là nó quay lại từ đầu rồi.
Ví dụ bây giờ mình thêm một cái, ví dụ là mình sẽ quay lại với shirt đi. Price của mình sẽ là 99 đô đi. Size của mình size 30, color ví dụ mình sẽ là yellow nha các bạn. Rồi. Thì đây chính là cái đầu tiên nha, mình sẽ nhấn nút add new các bạn này. Mình nhấn add new rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình, đây chính là chúng ta đã có một cái phần tử là name là shirt, price là 99 cũng như là size 30, color là yellow đúng không? Bây giờ mình sẽ làm một cái tiếp theo, đấy chính là thay vì cái shirt thì mình sẽ chúng ta sẽ có một cái, mình ví dụ mình là short nha các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo nữa price của mình là 69 đô, size của mình là size 50 chẳng hạn. Màu của mình bây giờ là green nha các bạn. Bây giờ khi mình nhấn nút add new ấy thì ngay lập tức cái mảng của chúng ta đây các bạn này, cái mảng này nó sẽ cần phải được cập nhật lại đúng không? Thì bây giờ mình nhấn nút add new các bạn này, add new nha. Các bạn sẽ nhìn cho mình, bây giờ cái của chúng ta nó đã thêm một cái phần tử mới, đấy chính là name 1 này, shop price, cũng như rằng là một vài cái ký tự như rằng là nó bị cái gạch chéo như thế này, các bạn cũng không cần phải quan tâm nhé. Đây chính là gọi là cái escape, tức là dấu cách đấy các bạn, thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm cái này nhé. Ở đây thì mình có một cái làm sai, đây chính là khi chúng ta đẩy cái mảng này vào các bạn này, thì chúng ta không cần phải stringify cái thằng object đâu. Đấy, các bạn như thế này, chúng ta chỉ stringify cái thằng array là đủ rồi nha các bạn. Ở đây này, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta bị sai cái thằng này, cái thằng thứ hai nó không có dấu, không dấu nháy chéo ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ clear nó đi nha, mình sẽ delete này, mình sẽ refresh lại nha. Cái mình vừa sửa chính là cái này các bạn này, chúng ta không cần phải, trước khi mà chúng ta đẩy một cái phần tử vào mảng ấy, chúng ta không cần phải convert nó sang kiểu string đâu, các bạn vẫn lưu nó như dạng array nhé. Bởi vì rằng là cái array chúng ta đã dùng cái hàm parse ở đây, tức rằng là chúng ta đang thao tác với kiểu dữ liệu của nó nguyên thủy của thằng JavaScript rồi. Thì bây giờ mình quay lại nha các bạn, mình sẽ thêm một cái ví dụ, bây giờ mình sẽ thêm nhanh nhé. A này, price của mình 20 đi, ví dụ mình sẽ thêm bừa những cái này đi. ABC mình add new các bạn này, đây mình đã thêm được một cái rồi nhé. Tương tự thì mình sẽ thêm mới một cái, ví dụ như mình thêm một cái shirt các bạn này. A shirt 56 đô đi, size 12, add new này. Và tiếp theo nữa mình sẽ thêm một cái short này, size là 69 này, 96 nha các bạn. Rồi, màu green. Rồi, mình sẽ gọi là add new. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Đây, chính là cái thành quả của chúng ta các bạn này. Các bạn thấy rằng là mình đã lưu được cái list cái sản phẩm của chúng ta rồi. Đây, các bạn thấy rằng là mình đã lưu ở local storage nha. Bây giờ khi các bạn refresh lại website, các bạn thấy rằng là cái đống dữ liệu này nó vẫn nằm ở đây. Thì đấy chính là lý do tại sao mà mình lại thêm như thế này. Thì bây giờ mình muốn rằng đấy, bây giờ thì mình sẽ hiện cái đống gọi là danh sách của chúng ta ở đây nha các bạn. Thì làm sao để có thể làm được điều đấy? Để có thể làm được điều đấy, trước tiên thì các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ hiện ngay ở dưới, ngay ở dưới cái này này. Và có một điều đấy chính là khi mà các bạn nhấn nút add new ấy, thì mình sẽ clear cái đống input này nha. Thì để clear cái đống input ấy, thì ngay ở dưới đây các bạn, ngay khi mà các bạn đã có ở đây rồi, thì mình sẽ gọi một cái hàm đấy chính là cái hàm mà mình sẽ đặt là set name nha các bạn. Set name của chúng ta, mình sẽ cho nó đây thành rỗng nhé. Tương tự thì chúng ta sẽ copy cái đống trên này các bạn này. Chúng ta sẽ set price là 0, set size, set price này, set size, hai cái này là 0 đúng không? Chúng ta sẽ cần phải set lại giá trị cho nó. Đây, mình sẽ set giá trị cho nó là 0 nhé. Tương tự cái này mình sẽ set là 0. Và cuối cùng của chúng ta đấy chính là set color đúng không các bạn? Set color của chúng ta đấy chính là một cái rỗng. Đấy, rồi. Như vậy rằng là mình đã xong cái đống này. Bây giờ mỗi một lần mà các bạn gọi là thêm mới product ấy, thì nó sẽ clear input này. Các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ điền là đây. Rồi, mình sẽ cho nó color. Các bạn nhìn nhá, add new này, nó sẽ mất. Đấy, nó sẽ clear cái input đi. Và đồng thời thì cái giao diện của chúng ta nó đã cập nhật cái mà mình vừa thêm vào ấy. Có một điều đấy chính là bây giờ mình muốn gọi là hiển thị cái danh sách này lên. Thì để làm được điều đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ lôi ngược nó lên nhá. Đây này, ngay ở dưới mình sẽ xóa cái đống comment nhá. Bởi vì rằng là chúng ta đã học qua phần này rồi, mình sẽ xóa cái comment này đi. Các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ có hai và show, hai show the form này và bên trong cái div này, bên trong cái div này thì mình sẽ cho nó một cái dòng text nha các bạn. Mình sẽ cho một cái dòng text, mình sẽ đặt tên là list product products. Rồi. Thì có một điều các bạn lưu ý cho mình là khi chúng ta gọi là chúng ta lôi dữ liệu lên ấy thì nó gặp một tình trạng, đấy chính là bản chất của nó đang là string đúng không các bạn? Thì mình sẽ gọi ở đây nha. Mình sẽ gọi là local storage, mình sẽ dùng viết thường như local storage.get item nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải truyền vào cái key của nó. Cái key của nó chính là cái gì? Cái key của nó chính là cái gọi là cái product list này các bạn này. Mình sẽ truyền vào cái product list và mình nhấn Ctrl S nha các bạn. Và các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ refresh các bạn này. Các bạn sẽ để ý cho mình rằng là chúng ta đã lấy được cái product list của chúng ta rồi. Đây chính là cái đống data chúng ta truyền vào ấy. Thì bây giờ có một điều, đây chính là khi mình thêm mới một cái sản phẩm, các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Đây, mình sẽ thêm mới một cái sản phẩm. Ví dụ mình đặt tên là new nha các bạn. Đây,
New Bright của mình chính là 55 đi, Size của mình 05 đi, và Color của mình đây chính là Gray chẳng hạn. Và mình nhấn Add New, các bạn sẽ nhìn cho mình này, Add New. Các bạn thấy rằng là cái gọi là cái dữ liệu của chúng ta nó được cập nhật lại. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là khi mà các bạn gọi là khi các bạn gọi là thêm mới ở đấy thì nó sẽ cập nhật lại state đúng không? State ở đây chính là name này, price này, size này và color. Khi các bạn nhấn nút add new ấy thì nó sẽ cập nhật lại những cái gọi là những cái ở đây này. Các bạn thấy rằng là chúng ta lại có những cái hàm set như thế này. Mỗi một lần mà các bạn gọi cái hàm set như thế này thì nó sẽ chạy lại vào cái hàm return này. Thì khi nó chạy lại vào cái hàm return này thì nó lại chạy lại cái code này, đấy chính là các bạn sẽ chạy lại cái đống gọi là get item này. Và các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là chúng ta đã cập nhật cái local storage ở cái đoạn này. Thành ra rằng là khi mà các bạn gọi là chạy vào cái đống code này thì local storage của chúng ta đã cập nhật được rồi. Đây chính là lý do tại sao các bạn thấy được một cái tình trạng, đấy chính là cái dữ liệu của chúng ta được cập nhật lại real time nha. Thì ở đây thì khi mà các bạn refresh lại trang, các bạn sẽ để ý cho mình rằng là cái đống dữ liệu này của chúng ta không bị mất. So với việc rằng bên này các bạn này, bên này nhé, bên cái list to do này, ví dụ mình thêm một cái to do này, thêm một cái nữa là test to do nha các bạn này. Test to do mình submit nha. Và bây giờ mình refresh, các bạn nhìn này, hai cái to do mình mới thêm vào, hai cái nhé, nó bị mất. Lý do nó bị mất bởi vì rằng là đống dữ liệu này mình đang lưu trong state của thằng React. Mỗi một lần mà các bạn refresh lại page ấy, thì ngay lập tức state nó sẽ bị mất thôi. Còn ở đây ấy, thì khi mà mình lưu trữ ở cái local storage ấy, thì nó giống như là một dạng các bạn gọi là lưu trữ dữ liệu bên trong database. Thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta không mất nha. Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể sử dụng cả thằng local storage, cũng như là chúng ta đã hiểu được cơ chế hoạt động của nó là như thế nào. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai điều. Thứ nhất là chúng ta đã có thể gọi là chúng ta đã hiểu rằng là làm sao đã có thể là lưu được một cái biến local storage ở đây, cũng như rằng là làm sao để chúng ta có thể moi ngược data của nó, đúng không các bạn? Thì các bạn yên tâm rằng là trong những cái video tiếp theo ấy thì chúng ta vẫn sử dụng lại cái thằng local storage thôi. Còn ở đây thì các bạn chỉ cần trong video này chúng ta đã có thể thêm mới một product, và khi mà các bạn thêm mới thì nó xuống ở đây, và khi các bạn reload lại trang ấy nó không bị mất, thì đấy chính là cái thành quả của chúng ta nha. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu về life cycle của thằng React để chúng ta hiểu rõ hơn rằng là tại sao mà khi chúng ta gọi là chúng ta gọi, ví dụ các bạn gọi là khi chúng ta set state ấy, thì ngay lập tức giao diện chúng ta cập nhật lại, thì các bạn thấy rằng là nhờ có việc giao diện chúng ta cập nhật lại ấy, thì chúng ta mới thấy được những sản phẩm ở đây, cũng như rằng là chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ hơn rằng là code của chúng ta. Thì các bạn yên tâm rằng là khi các bạn học về life cycle của thằng React ấy, thì các bạn sẽ hiểu rõ rằng là tại sao mà nó lại chạy ngược vào cái hàm re-render, cũng như rằng là nó có những cái giai đoạn nào nha. Còn trong video này chúng ta đã làm được cái điều đấy chính là khi chúng ta reload lại trang ấy, cái sản phẩm của chúng ta có bị mất, thì như vậy là đã thành công rồi nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có đề sự vướng mắc, cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì, thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment bên trong group Facebook, hoặc các bạn có thể gọi là tạo những bài đăng trong group này, thì mình và các bạn khác sẽ có cơ hội để giúp đỡ các bạn nha.